máy thái thịt này, thái bì lợn này, gia ly này, đây, chạy này, máy chạy đi, bật nhật cái khóa nó đi, rồi bên đây là có một cái công tắc này, đằng sau này, bì này, đây bì lợn này, thái bì lợn, máy chạy rất là khỏe nha các bạn nhé. Trời ơi, đẹp ngon luôn chưa? Trời ơi, ôi trời ơi. Lợn, có thái bì lợn. Hết rồi. Lợn 2 ly nha cậu nha. Quá ngon nè. Okay. Đó, 2 ly này. Thái bì, thái thịt. Thái thịt. 2 ly thường làm thịt làm phở nem, nhá. Nem. Làm phở, thái thịt làm phở bò nhá. Hoặc là làm nem nhá, nem chính nhá. Nem lự cũng được. Sợ nha, ta có thể thái củ quả ở đây cũng được nha các bạn nhé. Bò củ quả xuống về những cái củ loại củ mỏng nhé. À, được, thái được nha các bạn nhé. Máy này là máy thái thịt 2 ly nè. Chất liệu inox nè, hai tay cầm sách nè.